Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trực tuyến bộ môn sinh học khối 8. Tuần này chúng ta sẽ học hai bài, đó là bài 47 và bài 48. Bây giờ chúng ta sẽ qua bài đầu tiên là bài số 47, đại não nhé. Trước khi chúng ta qua bài số 47, bài tiếp theo thì cô sẽ có một số câu hỏi để kiểm tra xem chúng ta có nhớ gì về các bài mà cô đã dạy ở tuần trước hay không ha. Câu hỏi đầu tiên, các em sẽ mở sách giáo khoa trang 144 và chúng ta dựa vào hình số 46.1 để xác định dùm cho cô là não bộ của chúng ta từ dưới lên sẽ gồm có mấy phần chính. Các em sẽ thử tự trả lời xem nha. Rồi, đáp án của cô là từ não bộ từ dưới lên sẽ gồm có tất cả là 4 phần chính. Thứ nhất là trụ não, thứ hai là tiểu não, thứ ba là não trung gian, và cuối cùng phần to nhất, lớn nhất của não bộ đó là đại não. Em trả lời đúng hết không? Và chúng ta cùng qua câu hỏi số 2 ha. Chức năng của trụ não, não trung gian và tiểu não như thế nào? Các em sẽ tự trả lời xem mà mình còn nhớ gì không ha. Rồi, đây là đáp án của cô. Trụ não ha, trụ não thì mình sẽ là cái nơi điều khiển và điều hòa hoạt động của các cái nội quan, tức là những cái hệ cơ quan quan trọng của cơ thể, ví dụ như hệ tiêu hóa, tuần hoàn hô hấp. Não trung gian thì điều khiển và điều hòa hoạt động trao đổi chất nè, và điều hòa những cái hoạt động điều hòa thân nhiệt của cơ thể. Và cuối cùng là tiểu não, giúp cơ thể chúng ta điều khiển các hoạt động phức tạp và giữ thăng bằng cho cơ thể. Bây giờ chúng ta sẽ cùng qua bài tiếp theo. Các em mở dùm cho cô sách giáo khoa trang 147 để chúng ta bắt đầu bài số 47, bài đại não. Đầu tiên chúng ta vào phần 1 La mã cấu tạo của đại não. Bây giờ các em sẽ nhìn dùm cho cô hai cái hình có trên màn hình ha. Ở đây gồm có hình thứ nhất là cái hình ở phía bên tay trái của các em. Hình này là cái hình mà não bộ người ta chụp từ ở trên xuống, thì mình sẽ thấy rõ cái phần mà rõ nhất của cái não bộ đó chính là phần đại não chiếm toàn bộ. Khi mà nhìn từ trên xuống thì mình sẽ thấy mình thấy rõ một phần là đại não của mình đó, nó sẽ được cấu tạo bởi hai nửa ghép lại với nhau, và giữa hai nửa này mình gọi là hai nửa bán cầu. Giữa hai nửa bán cầu này nó sẽ có một cái rãnh, rãnh nằm để ngăn cách giữa hai nửa bán cầu, mình gọi đây đó chính là rãnh liên cầu. Tiếp theo chúng ta nhìn qua cái hình phía bên tay phải là cái hình người ta chụp từ bên tay trái của não bộ nhìn qua, thì nó cũng cái phần não của chúng ta, đại não của chúng ta nó cũng sẽ được chia thành những cái vùng khác nhau, và mỗi một vùng nó sẽ gồm có các cái rãnh để phân chia. Thì cái rãnh tiếp theo, hình cái số 2 đó chính là rãnh đỉnh, rãnh đỉnh. Rãnh đỉnh này, rãnh thứ ba nằm ở phía bên dưới, mình gọi là rãnh thái dương. Rãnh và tiếp theo cái rãnh nằm ở đằng sau. Rãnh này thì trong sách giáo khoa người ta không giới thiệu, nhưng mà cô sẽ giới thiệu để cho các em biết luôn, đây chính là rãnh đỉnh chẵn. Tiếp theo cái hình ở phía trên thì các em sẽ thấy là ở hình này người ta sẽ tô làm bốn màu khác nhau. Như vậy thì đại não của chúng ta sẽ được chia làm mấy vùng? Câu trả lời sẽ là bốn vùng, và mỗi một vùng được được phân chia bởi các cái rãnh mà cô đã giới thiệu ở phần ở cái hình hồi nãy. Thì ở các vùng này người ta gọi là các thùy. Thì các em sẽ thấy là đầu tiên cô giới thiệu cái thùy nằm ở phía bên tay trái của các em, người ta tô bằng cái màu tím tím ha. Thì cái thùy này nó ứng với cái phần ngay vị trí trán của chúng ta, cho nên chúng ta gọi tên nó là thùy trán. Tiếp theo phía sau thùy trán ngay đỉnh đầu của chúng ta, người ta tô bằng cái màu xanh dương đậm, chúng ta gọi đây là thùy đỉnh. Thì các em sẽ thấy là giữa thùy đỉnh và thùy trán nó chính là cái rãnh đỉnh mà cô đã giới thiệu ở hình hồi nãy. Tiếp tục cái thùy mà người ta tô bằng cái màu xanh lá cây nằm ở ngay vị trí thái dương của mình, đây chính là thùy
Thái Dương, thùy Thái Dương này nó được ngăn cách giữa thùy chán. Bây giờ chúng ta sẽ mở ra dùm cho cô sách giáo khoa trang 148. Trong sách thì thứ nhất là có các cái hình của các phần ở đại não nè, có thông tin về các về cái đại não. Bây giờ chúng ta sẽ dựa vào những cái thông tin và hình đó để chúng ta đọc cái đoạn văn trong sách người ta cho và điền những cái từ thích hợp vào trong những chỗ trống trong đoạn văn đó. Các em sẽ tự làm ở nhà xem là chúng ta có điền đúng hay không nha. Rồi bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau sửa cái đoạn văn này ha. Cô sẽ đọc đoạn văn nha. Các em sẽ cùng theo dõi với cô. Đại não ở người rất phát triển, che lấp cả não trung gian và não giữa. Bề mặt của đại não được phủ bởi một lớp chất xám làm thành vỏ não. Bề mặt của đại não có nhiều nếp gấp. Đó là các. Chúng ta điền từ gì ha? Từ thứ nhất đó là các. Khe, từ thứ hai là rãnh, làm tăng diện tích bề mặt vỏ não, nơi chứa thân của các neuron, lên tới 2.300 đến 2.500 cm². Hơn 2 phần 3 bề mặt của não nằm trong các khe và rãnh. Vỏ não chỉ dày khoảng 2 đến 3 mm, gồm 6 lớp, chủ yếu là các tế bào hình tháp. Chúng ta tiếp tục làm bài tập này nhé. Các rãnh chia mỗi đại não, nửa đại não thành các thùy. Rãnh đỉnh ngăn cách thùy trán và thùy đỉnh. Rãnh thái dương ngăn cách thùy trán và thùy đỉnh với thùy thái dương. Trong các thùy, các khe đã tạo thành các hồi hay khúc cuộn não. Dưới vỏ não là chất trắng, trong đó chứa các nhân nền, nhân dưới vỏ. Các em đã đúng được bao nhiêu từ? Các em hãy so sánh cái phần làm bài của mình với đáp án của cô nha. Rồi, như vậy các em sẽ thấy rõ ràng là cái cấu tạo bên ngoài của đại não của chúng ta, thứ nhất là nó được cấu tạo bởi chất xám ở bên ngoài, và cái thành phần chất xám cấu tạo nên đại não thì bên ngoài cấu tạo của đại não nó sẽ không có bằng phẳng như một cái tờ giấy, mà nó sẽ nhăn lại rất là nhiều những cái khúc cuộn làm cho bề mặt đại não nó co lại, nó nhăn lại. Các em có thể tưởng tượng cái bề mặt đại não của mình nó giống như là một cái tờ giấy mà chúng ta vo thành một cái viên viên giấy, thì nó có nhiều những cái nếp nhăn được giấu ở cái bên trong. Điều này giúp cho cái đại não của mình á, cái diện tích bề mặt của đại não thì nó sẽ rất là lớn. Tuy nhiên là cái diện tích nơi mà chứa đựng cái đại não thì nó sẽ rất là nhỏ, nó nhỏ gọn và nó có thể nằm gọn vào ở phía bên trong của cái hộp sọ, làm cho cái diện tích bề mặt của đại não nó to. Như vậy thì mình sẽ thấy rõ ràng ha, là đại não của chúng ta nó có nhiều những cái khúc cuộn nè, những cái hồi não bên trong. Hồi não tức là những cái khe và rãnh ở phía bên trong não để làm cho cái não của nó của chúng ta nó tăng cái bề mặt tiếp xúc, bề mặt diện tích. Và cấu tạo của đại não thì gồm có tất cả là bốn rãnh. Rãnh thứ nhất là rãnh liên bán cầu, cái rãnh này nằm ở giữa hai cái bán cầu đại não. Muốn nhìn rõ đại cái rãnh này, chúng ta sẽ nhìn từ ở phía trên nhìn xuống phần đại não. Rãnh thứ hai là cái rãnh chúng ta gọi là rãnh đỉnh. Rãnh này là cái rãnh mà ngăn cách giữa hai cái thùy của đại não, đó là thùy đỉnh và thùy trán. Và rãnh thứ ba là rãnh thái dương. Rãnh này sẽ ngăn cách ba thùy là thùy đỉnh, thùy trán và thùy thái dương. Và cuối cùng, rãnh này thì trong sách giáo khoa người ta không có giới thiệu, nhưng mà cô sẽ giới thiệu thêm cho các bạn, đó là rãnh đỉnh chẵn. Rãnh này sẽ ngăn cách giữa thùy đỉnh với thùy đỉnh với lại thùy thái dương, và thùy chẵn, nên mình gọi là rãnh đỉnh chẵn. Rồi, đó là toàn bộ phần cấu tạo bên ngoài của đại não. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cấu tạo trong của đại não. Đây là hình đại não người ta cắt dọc ra để tìm hiểu về cấu tạo trong. Thì các em sẽ thấy ha, cái phần mà người ta chấm 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 và tô cái màu xanh dương, xanh lá cây đậm á, ở phía bên ngoài của đại não, viền, một cái viền ở bên ngoài đại não, chúng ta sẽ thấy đây chính là phần chất xám.
Thì chất xám này cái vị trí của nó là nó sẽ nằm ở được bố trí ở phần phía bên ngoài của phần đại não, và cái nhiệm vụ của chất xám đó là cái nơi mà điều khiển những cái hoạt động có ý thức và tư duy, tức là điều khiển những cái suy nghĩ của chúng ta, những cái hoạt động mà chúng ta kiểm soát qua phần suy nghĩ nó sẽ được chất xám điều khiển. Thì chất xám nó là nơi tập trung của tất cả những cái thân của cái tế bào neuron, chính là cái phần thân là cái phần mà điều khiển cái hoạt động của cái tế bào thần kinh neuron của chúng ta. Rồi còn cái phần mà còn lại ở phía bên trong, chúng ta thấy là nó không có màu gì hết, chúng ta gọi đây chính là cái phần chất trắng. Thì chất trắng ở bên trong đại não cũng như là trong các phần khác của não bộ và tủy sống thì nó đều có một chức năng chung, đó là dẫn truyền dọc, tức là nó sẽ dẫn truyền những cái xung thần kinh đi từ ở phía trên đại não đi xuống bên dưới, và từ dưới, từ những cái phần bên dưới của các não bộ và phía bên dưới của tủy sống đi lên đại não. Nhưng mà cái phần chất trắng trong đại não thì nó sẽ có một cái điểm rất là khác biệt đấy, các em có thể nhìn và đoán xem nó là khác biệt gì so với những phần chất trắng trong các phần khác của não bộ nha. Rồi bây giờ cô sẽ giới thiệu tiếp, các em sao có thấy cái hình cái đường màu đỏ đỏ người ta vẽ ở ngang hai cái bán cầu đại não không? Đó chính là đường liên bán cầu. Tức là cái phần chất trắng nối giữa hai bán cầu đại não với nhau. Nhiệm vụ của cái đường chất trắng này, đường liên bán cầu này là nó dẫn truyền xung thần kinh để liên hệ giữa hai phần của bán cầu đại não với nhau. Rồi tiếp theo, chúng ta có thấy cái phần màu chất trắng mà người ta vẽ bằng cái màu xanh dương, màu chất trắng này đó chính là cái đường dẫn truyền xuống, tức là từ bán cầu đại não dẫn truyền xuống các phần bên dưới của não bộ, ví dụ như là tiểu não nè, não trung gian hay là trụ não, thì nó sẽ đi theo cái đường dẫn truyền xuống để đi xuống bên dưới. Nhưng mà giữa cái chất trắng ở trên đại não dẫn truyền đi xuống dưới nó sẽ có một sự khác biệt rõ. Các em sẽ nhìn ở ngay phần trụ não, chúng ta sẽ thấy là khi dẫn truyền xuống nó không dẫn theo đường thẳng mà nó sẽ có sự bắt chéo của đường dẫn truyền từ trên đại não đi xuống bên dưới. Tức là thông tin nó sẽ đi chéo. Điều này có thể lý giải vì sao? Tức là phân nửa tất cả những cái cơ quan bộ phận ở phía bên phải của cơ thể sẽ do bán cầu não phía bên trái điều khiển và ngược lại. Một cái thông tin rất là thú vị ở đại não đúng không nào? Các em lưu ý nhớ kỹ thông tin này ha. Cũng có một cái chú thích nhỏ nhỏ, và các em cũng có thắc mắc là tại sao giữa những cái chất trắng lại có bốn cái chấm màu xám xám ha. Thì cô giới thiệu luôn, đây chính là các cái nhân nền. Tức là lẫn ở bên trong phần chất trắng thì nó có những cái đốm chất xám nằm ở bên trong, thì mình gọi là nhân nền. Như vậy ha, chúng ta tiếp theo các em sẽ nhìn cái hình, đây là hình đặc điểm tiến hóa. Ở đây các em sẽ thấy là tất cả các động vật và kể cả con người đều có đại não. Tuy nhiên mình sẽ so sánh, mình sẽ thấy rõ ràng là giữa các cái động vật khác nhau với con người thì phần đại não của con người của chúng ta sẽ là cái phần lớn nhất và chiếm cái vị trí chiếm cái phần mà phân bố nhiều nhất bên trong của não bộ. Đây là phần ghi bài, các em sẽ ghi cái phần ghi bài này vào trong tập bài học sinh học giúp cô nha. Cô sẽ đọc qua một lượt để các em dễ ghi ha. Một là mẹ cấu tạo của đại não. Đại não được cấu tạo bởi chất xám nằm ngoài và chất trắng nằm trong. Chất xám tạo thành vỏ não dày 2 đến 3 mm, gồm 6 lớp. Bề mặt có nhiều khe rãnh chia vỏ não thành 4 thùy: thùy trán, thùy đỉnh, thùy chẩm, thùy thái dương và các hồi não làm tăng diện tích não. Là trung khu của các phản xạ có điều khiển các hoạt động có ý thức và tư duy. Chất trắng nằm dưới vỏ não là những đường thần kinh nối các phần của vỏ não với nhau và với các phần dưới của hệ thần kinh có các nhân nền.
Tiếp theo chúng ta sẽ qua phần hai La Mã để tìm hiểu sự phân vùng chức năng của đại não. Thì nói cách khác, đây chính là phần chức năng của chất xám nằm trong đại não. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu các vùng chức năng của đại não, tức là tìm hiểu về cái chức năng của cái phần chất xám nằm trên bề mặt vỏ đại não. Thì ở trên bề mặt đại não nó sẽ chia thành từng vùng khác nhau, và mỗi một vùng nó sẽ quản lý, sẽ chịu trách nhiệm điều khiển những cái phần khác nhau của cơ thể chúng ta. Để cho các em dễ hình dung thì người ta sẽ tô ra thành nhiều màu khác nhau, và mỗi một màu sẽ là những cái vùng tương ứng. Ở đây chúng ta chỉ học các cái vùng chức năng đại não là những cái vùng cơ bản thôi, và còn rất nhiều vùng khác nhau nữa. Đầu tiên chúng các em nhìn cho cô ở ngay phần thùy đỉnh, cái vùng mà người ta tô cái màu đỏ, đây chính là vùng vận động. Vùng này chịu trách nhiệm điều khiển tất cả mọi hoạt động vận động do cơ thể chúng ta chủ động thực hiện. Phía sau vùng vận động, cái vùng mà người ta tô màu xanh dương đậm, đây chính là vùng cảm giác, điều khiển tất cả mọi cảm giác mà mình cảm nhận được ở trên cơ thể của chúng ta. Tiếp theo các em nhìn cho cô cái vùng màu tím tím nằm ở phần thùy trán. Đây chính là vùng vận động ngôn ngữ, nói và viết, là điều khiển khả năng nói và khả năng viết ở bản thân mình. Cái vùng màu hồng hồng nằm bên dưới cái vùng cảm giác và vùng vận động. Đây chính là vùng thính giác, điều khiển cái khả năng thính giác của con người chúng ta. Vùng màu xanh nõn chuối nằm ở gần với vùng vận động ngôn ngữ và vùng thính giác. Đây là vùng thính vị giác, điều khiển cái khả năng cảm nhận vị giác ở lưỡi mình. Tiếp theo cái vùng màu hồng tím nằm ở giữa thùy đỉnh với lại thùy chẩm ha. Đây chính là vùng hiểu tiếng nói, giúp mình có thể là hiểu được những cái tiếng nói mà mình đã học qua, đã biết qua. Kế bên vùng hiểu tiếng nói, cái vùng màu nâu nâu, đây là vùng hiểu chữ viết. Tương tự là chúng ta có thể đọc và hiểu được những cái chữ viết nào mà mình đã có dịp đã được học qua. Và vùng cuối cùng, cái vùng màu xanh lá cây đậm nằm ở phần thùy chẩm, đó là vùng thị giác, giúp chúng ta điều khiển cái khả năng mà nhìn, khả năng mà thị giác ở bản thân con người mình. Thì các cái vùng này, đây là những cái vùng cơ bản, vùng chức năng cơ bản của đại não. Các em ghi cho cô các cái sự phân vùng của vỏ não vào trong tập. Thì ở đây có một đặc điểm là các em nên nhớ, đó là cái vùng cảm giác, vùng vận động, vùng thị giác, thính giác và vị giác á, thì tất cả các con vật á, nó đều có những cái vùng khác nhau này. Tuy nhiên, ở người thì ngoài những cái vùng trên thì ở người còn có thêm, thứ nhất là vùng vận động ngôn ngữ này, thứ hai là vùng hiểu tiếng nói và vùng hiểu chữ viết. Ba cái vùng này chỉ có người mới có. Các em lưu ý giùm cô nha, các em chép bài vào tập bài học sinh học giúp cô nhé. Sau khi các em đã chép bài xong ha, đã học xong hai phần rồi, thì cô có hai câu hỏi là bài tập củng cố để xem chúng ta có nắm được bài sau khi cô đã giảng xong hay không ha. Câu hỏi số 1, đại não của người tiến hóa hơn ở động vật là do đại não có nhiều nếp nhăn hơn nè, câu B thể tích đại não lớn hơn các phần khác của não nè, hay đại não có vùng vận động ngôn ngữ và vùng hiểu tiếng nói chữ viết, và câu D là cả A câu A, câu B, câu C đều đúng. Theo các em thì các em sẽ chọn câu nào? Các em chọn thử ha. Bây giờ cô sẽ cho các em đáp án nha. Đó chính là câu D, cả A, B, C đều đúng. Câu hỏi số 2. Khi đi xe hai bánh trên đường, ta nên tuân thủ các quy định về an toàn giao thông. Để bảo vệ đầu thì ta nên đội, một là nón lá, là hai là nón kết, ba là mũ bảo hiểm rẻ tiền không đủ tiêu chuẩn, và bốn là mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng. Riêng câu này thì cô nghĩ là tất cả các bạn học sinh, nhất là các bạn học sinh ở trong trường Chu Văn An của chúng ta đều có thể trả lời được. Đó chính là câu số 4, mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng. Thì sẵn khi học bài này thì cô cũng nhắc cho các bạn luôn ha. Cô có để ý là khi mà các bạn đi học về á, thì đa số các bạn rất là tuân thủ luật giao thông khi mà đi trên xe gắn máy, khi được ba mẹ chở, đó là chúng ta đội mũ bảo hiểm. Nhưng mà cũng có một vài bạn, chắc là do nhà
rất là gần trường, cho nên là các bạn quên đội nón bảo hiểm khi mà ngồi trên sau cái xe gắn máy của ba mẹ. Và điều này thứ nhất là vi phạm luật an toàn giao thông, thứ hai nữa là nó cũng không đảm bảo cái cho cái sức khỏe, nhất là cái đầu của mình. Bởi vì khi mà chúng ta học bài này xong thì chúng ta cũng biết được rằng là sao, trên bề mặt vỏ não có những cái vùng khác nhau, và những cái vùng này nó sẽ điều khiển những cái hoạt động khác nhau của cơ thể, và toàn là những cái hoạt động quan trọng. Cho nên nếu mà chúng ta không có đội nón bảo hiểm, hoặc là chúng ta đội nón bảo hiểm không có đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, thì lỡ như mà chúng ta xảy ra những cái bất trắc gì đó, tai nạn giao thông mà chúng ta phải đập bị đập cái đầu xuống dưới đường, thì cái đầu mình á nó va mạnh vào dưới đường thì sẽ gây ra chấn thương sọ não. Và lỡ mà mình đập những cái phần nào mà những cái vùng nào mà nó điều khiển những cái phần quan trọng của, ví dụ như là cái vùng vận động chẳng hạn, thì cái khả năng vận động của các bạn sau tai nạn đó nó sẽ rất là nguy hiểm. Vì khi mà va đập vùng vận động thì sẽ rất là dễ bị liệt. Cho nên là để cho cái an toàn sức khỏe và để tuân thủ cái luật giao thông cách tốt nhất, thì cô nghĩ là các bạn nên đội mũ ăn mũ bảo hiểm khi mà chúng ta ngồi đằng sau xe gắn máy của ba hoặc mẹ trở về nhà, cho dù là nhà của chúng ta có gần đi nữa. Em nhé. Rồi bây giờ cô sẽ dặn các em sau khi chúng ta học bài này ha. Cái thứ nhất là chúng ta học bài, cái thứ hai là chúng ta chép cho cô đầy đủ những cái phần viết bài và phần bài học sinh học. Cái thứ ba là cái tuần này chúng ta học theo như cái lịch đó, là chúng ta sẽ học hai bài, là bài 47, bài này tức là bài 47 bài đại não này, và bài 48 hệ thần kinh sinh dưỡng. Nhưng mà bởi vì cái thời gian nghỉ dịch của các bạn quá dài, cho nên là để đảm bảo là sau khi mà các bạn đi học trở lại á, các bạn theo kịp bài á, thì cái bài số 48 á, hệ thần kinh sinh dưỡng á, theo chương trình của Bộ Giáo dục là sẽ để cho các bạn tự học và nghiên cứu. Do đó là bài 48 cô sẽ không dạy, cô sẽ không có lên cái clip dạy trực tuyến, và cô sẽ bỏ qua để qua tiếp theo là số 49 luôn. Do đó cô đề nghị là các bạn về nhà các bạn tự đọc và nghiên cứu bài số 48 hệ thần kinh sinh dưỡng giúp cô. Bạn nào mà đọc qua mà không hiểu phần nào thì các bạn nhớ ghi chú lại ở trong sách giáo khoa luôn. Sau đó khi vào học lại, các bạn có thể hỏi những cái phần nào mà các bạn không hiểu, và cô sẽ giải đáp cho các bạn đầy đủ. Các bạn nhớ nha. Bây giờ thì bài học đến đây là hết. Xin chào các bạn ha, hẹn các bạn gặp lại các bạn ở bài sau, bài 49. Chúc các bạn có một sức khỏe thật tốt để bước qua mùa dịch, cùng chúng ta cùng gặp nhau ở sau khi hết dịch các bạn nhé. Mến chào các em.